Wow, tất cả đồ chơi đó đang đổ ra trên đường rất là nhiều rồi các bạn ơi. Wow, tất cả đã bị đổ ra hết trên nền đất rồi. Oh, quá trời đồ chơi mini, đồ chơi khủng long to lớn luôn, khổng lồ cũng có luôn các bạn ơi. Oh, mình sẽ lấy chú khủng long T-Rex nào. Wow, khủng long T-Rex này đẹp quá các bạn. Rất là đẹp nha. Hai chú khủng long T-Rex đang cắn lộn với nhau, tranh giành nhau thức ăn luôn các bạn. Con T-Rex này đã hạ gục con T-Rex kia rồi các bạn. Rồi, ở đây chúng ta có một con khủng long Triceratops các bạn. Rồi thấy chưa, khủng long ba sừng. Đây, nó cũng vô cái màn hình luôn rồi các bạn ơi. Rồi, nó bắt đầu bước ra khỏi cái lồng ấp trứng. Quá là to lớn luôn. Đây, mình sẽ đặt con Spinosaurus. Wow, một chú khủng long với cái mỏ dài. Trên lưng là có một cái cánh bồm thật là đẹp luôn. Chuyên gia đi bắt cá các bạn. Và nó cũng là một trong những loại khủng long lớn và mạnh nha các bạn. Để coi, đây là một con Carnotaurus. Wow, các bạn thấy cái miệng nó có cái lưỡi nhỏ dễ thương nào. Trên đầu nó có hai cái sừng nhỏ đó nha. Hai cái tay nhỏ của phía trước của nó nữa. Há miệng ra quá đã luôn. Chú Carnotaurus hét kìa. Có gào hét lên đó các bạn. Wow, đi qua bên đây thì chúng ta sẽ thấy một con khủng long Pachycephalosaurus. Ui, nó cũng cái đầu vào màn hình luôn. Con này thì nó đặc tính của nó rất là hít cụm đầu nha các bạn. Ui, nó đi lội nước kìa. Lội nước và nó uống nước á các bạn. Tắm mát mẻ đó. Wow, chú khủng long bạo chúa khổng lồ của chúng ta đây này các bạn, thấy chưa? Một cái găng tay rất là đẹp luôn. Wow, cái miệng nó há ra kìa, những cái hàm răng của nó quá trời răng. Ôi, cái họng rất là to lớn ơi, là to lớn luôn. Wow, chú khủng long bạo chúa này quá đã. Superman Tyrannosaurus đang săn những con trâu. Wow, quá dữ luôn. Rồi các bạn thấy không, đồ chơi Lego, đồ chơi khủng long rồi quá trời luôn à. Bây giờ mình sẽ lấy con Parasaurolophus, một chú khủng long ăn cỏ rất là hiền lành đó, và nó sẽ chạy cũng rất là nhanh nha. Cái đầu nó cũng còn, loài này thì nó sẽ tự vệ bằng cái cụm cái sừng của nó hất đó, nó đang dùng cái sừng của nó để hất những con hổ đó các bạn thấy không. Wow, bay luôn. Rồi, một em khủng long Lego đó các bạn thấy không, các bạn há lên há xuống nè, thấy không. Đây cánh tay. Wow. Con Denoni chết đang cắn nhau với con Pachycephalosaurus các bạn. Wow, ở đây có một con khủng long quá là to luôn, khổng lồ luôn các bạn. Các bạn thấy chưa, rất là nhiều những cái gai trên lưng đó nha. Wow, nó gầm gừ kìa, nó đi kìa. Thấy chưa, thấy nó gầm gừ nó đi chưa. Rồi, nó bay rồi, bước đi kìa các bạn. Wow. Bước đi rất là to lớn nha. Con Styracosaurus này nó ăn cỏ xong nó chạy cho nó vận động với các bạn. Đây là con khủng long cổ dài Brachiosaurus. Wow, một con khủng long cổ dài
nó cao to hơn cái cành cây luôn các bạn. Những cây cổ thụ mà nó cao hơn luôn nè, quá là to lớn đi nha. Ở đây là một con khủng long rất là dữ tợn, Indominus Rex. Quá là dữ luôn, đồ chơi Lego nè. Trời ơi, con Indominus Rex nhìn cái tướng kìa. Nó cư kìa, quá là dữ luôn. Một con khủng long Stegosaurus, thuộc khủng long vây kiếm này các bạn thấy không? Đó, trên lưng nó có rất là nhiều cái vây. Wow. Quá to lớn và đẹp đi các bạn. Khủng long vây kiếm này đẹp quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Ở đây chúng ta đến với một con khủng long Lego nữa này. Cái miệng nó há ra nó dài. Đẹp quá các bạn. Con Velociraptor giờ nó khác à. Nó chạy nó chạy thật nhanh luôn. Rồi. Mình thấy một con lạc đà, nó có cái bú ở trên đây nè các bạn. Chú lạc đà này thì nó sẽ giúp người ta đi qua những cái vùng đất khô cằn rất là tốt nha. Cái bú nó chứa được cái nhiều cái nước để nó có thể đi qua những vùng đất khô cằn không lo thiếu nước. Wow, một con Bernodon bay rất là nhiều. Cái miệng nó há ra nè, đó các bạn thấy không? Cái cánh. Rồi, nguyên một bầy Bernodon đã xuống bay săn những con trâu. Wow, quá là đẹp luôn. Therizinosaurus. Wow, một chú khủng long với một bộ vuốt cực kỳ sắc nhọn, nó là một khắc tinh của những loài khủng long to lớn như T-Rex đó các bạn. Nó rất là mạnh, mặc dù ăn cỏ nhưng mà nó rất là mạnh nha. Ở đây chúng ta có một con King Kong. Đẹp chưa các bạn? Rất là đẹp luôn. Con King Kong này nó đang gãy ngứa kìa các bạn. Chú khủng long hai mang Dilophosaurus, một con khủng long hai mang nha các bạn. Velociraptor và con khủng long hai mang đang cắn lộn với nhau. Còn đây là Ankylosaurus. Khủng long Ankylosaurus trên lưng nó có rất là nhiều giáp đổ hai từ đầu cho tới đuôi, và cái đuôi nó có một cục chùy để quật bay những đối thủ của nó. Đây là con khủng long bạo chuột T-Rex. T-Rex. T-Rex đang săn những cái con thú ăn cỏ kìa. Nó mạnh quá bạn. Chúng ta đến với một chú tê giác thật là dễ thương. Con tê giác này nó có hai cái sừng. Chạy nhanh. Nó ủi vô cái vỏ xe nó chơi vậy các bạn. Dễ thương quá trời luôn. Và đây là khủng long bay Bernodon. Nó bay, nó săn con khủng long nha các bạn. Nó cùng nhau phối hợp để săn chú khủng long. Ở đây chúng ta có một con khủng long Velociraptor. Các bạn thấy chưa, nguyên một bầy Velociraptor săn cái phối hợp lại săn con Giga Protosaurus kìa. Nó rất là thông minh và nó dùng cái trí tuệ của nó. Chúng ta có một cái đồ chơi điện tử Godzilla. Con Godzilla, Godzilla to lớn các bạn. Mở lên nó sáng cái miệng kìa. Cử động kìa. Đã chưa nào. Rồi, nó bắt đầu sẽ đi nha. Các bạn thấy không, nó đi kìa các bạn thấy không. Godzilla đấu với khủng long bạo chúa T-Rex. Rất là quyết định. Dĩ nhiên Godzilla sở hữu sức mạnh quá mạnh rồi, nó sẽ hạ gục tất cả những con nó luôn các bạn. Ở đây chúng ta có khủng long Carnotaurus này. Chú khủng long hai sừng và hai cái tay nhỏ xíu rất là mắc cười nha các bạn. Nó bắt con trâu và nó đập kìa. Nó bắt tiếp thêm một con trâu nữa và đập luôn. Và khủng long Carnotaurus thì là loài ăn thịt đúng không anh? Một con bạch tuộc khổng lồ rất là to lớn luôn. Thấy không, chú bạch tuộc này cực kỳ to lớn. Đây là những con bạch tuộc này các bạn. Quá trời bạch tuộc luôn.
Một con khủng long Ankylosaurus. Từ đầu tới đuôi rất là nhiều gai luôn các bạn ơi, quá đã luôn. Ankylosaurus đang đập để săn những con hổ vằn đó các bạn. Những con hổ vằn cùng nhau săn con Ankylosaurus, nhưng mà mình nghĩ là chắc sẽ thua thôi. Ở đây có một con đồ chơi quá là to luôn này. Đó, một con khủng long hay mang Dilophosaurus, kích thước khổng lồ. Trời ơi các bạn ơi, nhìn nó đã quá trời luôn nha các bạn. Thấy chưa, nguyên một bầy khủng long Dilophosaurus luôn đó. Rồi chúng ta sẽ tiến tới đây bắt cái con khủng long thủy quái dưới biển Mosasaurus. Một trong những loài thủy quái rất là to lớn nha, kích thước 20 mét luôn các bạn, rất là dài. Con này nó sẽ có cái đặc tính là nó cạp xong rồi nó xây giống như là cá sấu vậy các bạn. Nó bơi cũng rất là nhanh. Đây các bạn thấy không, nguyên một con khủng long cổ dài to lớn luôn nè. Quá là to đi. Rồi chúng ta sẽ dùng con khủng long cổ dài đá dằn. Khủng long cổ dài nó đạp dằn khủng long T-Rex luôn. Nó cũng là một trong những loài khắc tinh đối với khủng long màu chúa đó các bạn. Thứ nó rất là to lớn hơn khủng long T-Rex rất là nhiều. Một con cá sấu nhỏ mini. Cái đồ chơi mini này wow, nó dùng cái đuôi nó quay quật lại một phát là cái con dê cũng dằn luôn các bạn. Styracosaurus, một con khủng long được chơi mắt teo thì nó nhấn cái đuôi nó sẽ cùng cái đầu mày. Rất là hay nha, đồ chơi cực kỳ hay và đẹp luôn á. Rồi đây là mình có một con khủng long Velociraptor nữa này các bạn. Cái miệng khá nè. Bật lên nè. Wow. Velociraptor và con Pachycephalosaurus đang vờn với nhau các bạn. Con kia nó bay nó đu. Được rồi. Indominus Rex. Không, con này chính là Indoraptor các bạn. Wow. Nó đang thấy những miếng thịt và nó đớp ngon lành luôn kìa. Con này nhìn nó cũng rất là dữ tợn nha. Rồi ở đây chúng ta có một con hươu cao cổ. Wow, cái cổ thật là dài, chiếc chân thật là dài, cái mỏ nó đang chu ra để nó ăn những cái lá cây từ trên cao. Hươu cao cổ nguyên một gia đình thật là đông đúc và cao. Ở đây thì mình đã thấy một chú đồ chơi con khỉ mini các bạn. Thủy đột đang đấu với nhau với ma sói của team Fantasy. Rồi ở đây chúng ta thấy một con hươu cao cổ mini nữa nè. Đó, chắc cái con này là con của cái con hươu cao cổ. Cái nãy là đang đứng nè, nguyên một gia đình nãy là đứng rồi. Chú hươu này quá là cao nha. Ladybird, một chú bọ thật là đẹp. Con bọ thôi nhưng mà nó rất là đẹp. Một cái đó các bạn. Wow, Spinosaurus Lego, một cái đồ chơi Lego này các bạn. Thấy chưa? Trên cái lưng nó có cái bùm. Wow, nguyên một team Spinosaurus đang săn những con khủng long. Con Denoni chết nó lo nó chạy kìa. Rồi ở đây chúng ta các bạn thấy không, có một con voi. Con voi có hai cái lỗ tai và cái vòi, hai cái nhà thật to. Rồi ở đây các bạn thấy con bò nhỏ này các bạn. Bò tót nó đang đi trong cái rồi. Dilophosaurus, con khủng long hai mang. Nó há cái miệng nó ra thật to luôn các bạn. Khủng long tam giác long này các bạn. Một con tam giác long rất là đẹp luôn, có hai cái sừng dài, một cái sừng nhỏ ở phía trước và cái mỏ như cái mỏ vàng kìa. Ui nó hút con. Wow, nó hút con khỉ cầm búa một phát một là tiêu liền. Wow, siêu anh hùng Captain America rồi các bạn ơi. Wow, siêu anh hùng rất là đẹp nha. Captain America Spinosaurus đang bắt những con hươu cao cổ. Wow, quăng ngất chăng luôn, quá là mạnh luôn. Rồi chúng ta đến với đống đồ chơi mini bên đây. Các bạn, đây là cái con gì đây? Con này là con tê giác nha các bạn. Một chú tê giác đang đứng ở trong đồng cỏ rất là rộng lớn. Rồi
Đây là con báo, wow, một chú báo đốm các bạn ơi. Quá là đẹp luôn. Ôi, con báo đốm này nó đốm nhỏ nè, nó chạy rất là nhanh nha. Rồi, ở đây chúng ta có một con bò sữa mini, những cái đồ chơi mini thật là dễ thương. Rồi, wow, khủng long Lego. Con này là con khủng long Lego T-Rex đó các bạn. Một con khủng long chúa cái miệng đó, đốp nè, không, không. Con khủng long T-Rex đấu với con khủng long Spinosaurus. Wow, lần này Spinosaurus đã giành chiến thắng rồi. Một con ngựa chạy đua. Cũng rất là đẹp. Mesanodon, một con khủng long bay. Wow, nó bay kìa các bạn, thấy không? Hai cái cánh bự. Ở đây chúng ta có một cái chú bọ nữa các bạn. Con bọ này nó màu nâu nha, rất là nhìn nó rất là giống thật. Mình nhìn nó khá giống con gián. Wow, con sư tử chúa sơn lâm đây nè. Chúa sơn lâm đang đi trong một khu đất rộng lớn rồi. Khủng long bay kiếm Stegosaurus của chúng ta các bạn ơi đang phải đấu nhau với ba con khủng long bạo chúa to lớn. Rất là to lớn luôn. Wow, Dimetrodon. Một con khủng long với một cái cánh bườm ở trên lưng, thật là mạnh đi. Một cái này là mà hình như là con chó hay sao đấy các bạn. Một chú chó nhà bình thường thôi. Đây là loài hổ vằn này các bạn ơi. Wow, hổ vằn thật là đẹp nha. Nó chạy quá nhanh luôn các bạn. Chiếc xe tải mà bữa nãy là đã chở những con khủng long đi ra khỏi khu rừng đây. Chiếc xe tải này quá là đẹp luôn, chạy. Rồi, nó có cái van để bật này thấy không? Lại gần đây các bạn có thấy một con khủng long mô hình Spinosaurus nữa nè. Của chú khủng long này thì được chơi là mô hình này quá to lớn rồi. Đặt ở đây. Lại thêm một con Metanodon khổng lồ ở đây nữa. Đặt ở đây luôn. Quá là to nha. Một đống đồ chơi đúng không bạn, quá đã luôn.